quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung chính sau. Quân khu 5 thăm chúc Tết tại hai nước bạn Lào và Campuchia. Toàn quân tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền. Phóng sự, bộ đội phòng hóa thi đua luyện rèn. Sau đây là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 vừa có chuyến thăm và chúc mừng năm mới nhân dịp Tết cổ truyền Pun Pi Mây của nước bạn Lào và Chon Tham Tha Mây của Campuchia. Sau đây là tổng hợp của phóng viên truyền hình Quân khu về hoạt động này. Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu vui mừng và đánh giá cao với nhiều thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của các địa phương và mong muốn lãnh đạo các địa phương các tỉnh tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Quân khu 5, Sư đoàn 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự 4 tỉnh Nam Lào thực hiện tốt các nội dung được triển khai trong biên bản ghi nhớ về chương trình hợp tác đã ký kết. Tư lệnh Quân khu 5 chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân 4 tỉnh Nam Lào bước sang năm mới, đạt nhiều thành tựu, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua trong năm. Đồng chí mong muốn tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân và quân đội hai nước nói chung, lực lượng vũ trang Quân khu 5 với 4 tỉnh Nam Lào nói riêng mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Thiếu tướng Đoàn Kiểu, Phó Tư lệnh Quân khu 5, Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, vừa có chuyến thăm chúc Tết tại các tỉnh Ratanakiri, Mundunkiri, Stung Treng, Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Thay mặt đoàn công tác Quân khu 5, Thiếu tướng Đoàn Kiểu gửi lời chúc mừng năm mới đến cán bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang các đơn vị nhân dịp Tết cổ truyền Chon Tham Tha Mây. Đồng thời mong muốn trong thời gian tới, các đơn vị sẽ đẩy mạnh hợp tác và phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trên các lĩnh vực, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh trên tuyến biên giới, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tiếp tục giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia. Chú trọng đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng Khoa học Bộ Quốc phòng vừa tổ chức đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học xây dựng phát triển bền vững tiềm lực quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên trong tình hình mới. Đề tài do Trung tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 làm chủ nhiệm. Sau hơn 2 năm thực hiện, Ban chủ nhiệm đề tài đã nghiên cứu, điều tra, khảo sát, tọa đàm khoa học, thu thập thông tin về tiềm lực quốc phòng ở nhiều địa phương trên cả nước. Biên soạn hội thảo đề cương chi tiết và hội thảo bàn thảo, đánh giá cấp cơ sở. Biên soạn 30 chuyên đề, viết nhiều bài báo đăng trên các tạp chí khoa học chuyên ngành và biên soạn sách chuyên khảo, một số vấn đề về xây dựng, phát triển, bền vững tiềm lực quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên trong tình hình mới. Hội đồng nghiệm thu đánh giá đây là đề tài cấp chiến lược, nội dung chặt chẽ, sáng tạo, đề xuất nhiều nhóm giải pháp mới trong nâng cao hiệu quả xây dựng, phát triển bền vững tiềm lực quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên hiện nay và những năm tiếp theo. Hội đồng nghiệm thu xếp loại đề tài xuất sắc và đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen cho chủ nhiệm đề tài. Tại Đà Nẵng, đoàn cán bộ, giảng viên, học viên đào tạo cao cấp chỉ huy tham mưu cấp chiến dịch chiến lược khóa 9 Học viện Quốc phòng đã có buổi tọa đàm với Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về công tác quốc phòng quân sự. Hai đơn vị đã trao đổi các nội dung về tình hình, kết quả thực hiện công tác quốc phòng quân sự trên địa bàn quân khu thời gian qua, những nét chính trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đối với nhiệm vụ quốc phòng quân sự,
những bài học kinh nghiệm trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của quân và dân khu 5, dự kiến một số tình huống có thể xảy ra trong tương lai và chủ trương biện pháp giải quyết của quân khu. Đây là nội dung trong chương trình học tập nghiên cứu thực tế trên địa bàn quân khu 5 của đoàn cán bộ, giáo viên, học viên Học viện Quốc phòng. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự quốc phòng quý 2 năm 2018 và thời gian tiếp theo, tại thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Chính trị vừa tổ chức hội nghị giao ban báo chí xuất bản toàn quân quý 1 năm 2018. Hội nghị đánh giá các cơ quan báo chí quân đội luôn bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng cục Chính trị, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền về các nghị quyết của Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiệm vụ quân sự quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, thực hiện tốt phối hợp tuyên truyền đấu tranh chống diễn biến hòa bình với phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, góp phần định hướng dư luận xã hội. Các ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh và đề xuất nhiều giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng tuyên truyền, xuất bản, trong đó đẩy mạnh sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội, để báo chí tiếp tục là kênh thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trong thời gian tới. Tại Đà Nẵng, quân khu 5 vừa tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng khu quân sự. Từ năm 1994 đến nay, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan, tổ chức triển khai thực hiện pháp lệnh đạt kết quả tốt, góp phần củng cố tiềm lực quốc phòng an ninh trong khu vực phòng thủ. Sơ kết 5 năm 2012-2017 thực hiện chỉ thị 90 của Bộ Quốc phòng về tăng cường quản lý sử dụng chống lấn chiếm đất quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ, triển khai thực hiện đúng theo luật đất đai năm 2013, phối hợp với các địa phương thực hiện đúng quy định về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng, lãnh đạo chỉ đạo xử lý kịp thời các vấn đề nảy sinh, bảo đảm quản lý sử dụng đất quốc phòng chặt chẽ, hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, tiếp xúc xử lý các loại hóa chất độc xạ có thể gây bỏng da, mù mắt, thậm chí gây chết người là những việc làm thường xuyên của cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 78, Bộ Tham mưu Quân khu 5. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ này, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã không ngừng học tập, huấn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là trong xử lý các loại hóa chất độc xạ còn tồn đọng sau chiến tranh trên địa bàn miền Trung Tây Nguyên. Những buổi học đầu tiên, chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Huy đã va chạm với những hóa chất nguy hiểm. Ngoài những kiến thức hóa học cơ bản từ chương trình phổ thông, Huy chưa một lần tiếp xúc với hóa chất độc hại. Bỡ ngỡ lo sợ khi lần đầu đối mặt với chúng, cộng với gian khổ trong huấn luyện thực tế, đôi lúc cũng làm Huy và đồng đội tưởng chừng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mà, sau thời gian ngắn huấn luyện chuyển loại binh chủng tại đơn vị, Huy đã thành thục kỹ thuật xử lý hóa chất ngoài thực địa. Mới đầu mà chuyển chuyên môn binh chủng thì giờ thì còn chưa chịu đựng được. Giờ thì bắt đầu chuyển sang chuyên ngành thì được rèn luyện thể lực rồi sức chịu đựng nó tốt hơn, có khả năng làm nhiệm vụ trong khí tài được lâu hơn. Để đạt được yêu cầu huấn luyện cái nội dung này đảm bảo tốt thì đơn vị đã tiến hành xác định đây là nội dung trọng tâm nên là lập các cái kế hoạch huấn luyện bổ sung và tiến hành cho bộ đội huấn luyện trong mọi cái điều kiện thời tiết, đặc biệt là thời tiết nắng nóng và trong các cái địa hình khác nhau để bộ đội làm quen với các cái nội dung, các cái địa hình và sẵn sàng thực hiện các cái nhiệm vụ. Là đơn vị thường xuyên tiếp xúc với các loại hóa chất độc xạ còn tồn đọng sau chiến tranh, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 78 đã không quản ngại gian khó, ngày ngày rèn luyện. Đơn vị đã tổ chức huấn luyện chuyên sâu cho bộ đội, duy trì đều đặn mỗi tuần 2 buổi, cơ động trong khí tài 3 km nhằm rèn luyện sức chịu đựng dẻo dai, bền bỉ cho bộ đội. Huấn luyện bộ đội thành thạo kỹ năng mang đeo khí tài trong thời gian ngắn nhất, nhận biết, phát hiện, xử lý chất độc xạ một cách nhanh chóng và chính xác. Cùng với đó, đơn vị còn đẩy mạnh ứng dụng các sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ. Nhờ thế, giúp chiến sĩ tự tin, xử lý ứng phó có hiệu quả trong mọi tình huống. Quá trình tổ chức luyện tập thì các phân đội đã tiến hành là luyện tập các nội dung cơ bản từ động tác đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao. Qua quá trình luyện tập thì chất lượng huấn luyện ngày càng nâng lên. Có các khí tài trang bị mới
thì đơn vị đã tiến hành tổ chức huấn luyện đầy đủ cho bộ đội để phục vụ cho nhiệm vụ. Trong thời gian vừa qua, cấp trên giao thêm nhiệm vụ về luyện tập, diễn tập hiệp đồng chống khủng bố cùng với các đơn vị của binh chủng, thì đơn vị đã tổ chức huấn luyện cơ bản cho các bộ phận và tham gia diễn tập đạt kết quả tốt. Đây chính là cơ sở để chúng tôi tiến hành tổ chức thực hiện huấn luyện trong thời gian tới và hoàn thành cái nhiệm vụ mà cấp trên giao. Với những kết quả trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đơn vị đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu. Thiếu tá Tô Hồng Thái, chính trị viên tiểu đoàn, là một điển hình như thế. Vừa qua, anh được bình chọn là một trong 10 gương mặt thanh niên tiêu biểu toàn quốc. Buổi biểu dương này, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 không chỉ tôn vinh sự nỗ lực phấn đấu của anh mà còn ghi nhận thành tích chung của đơn vị. Những kết quả đó cũng là những cái động lực mà giúp tôi luôn không ngừng phấn đấu cùng với tập thể đảng ủy, chỉ huy, lãnh đạo đơn vị xây dựng cái tinh thần đoàn kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống, cán bộ chiến sĩ đơn vị càng ra sức luyện rèn. Bằng ý chí, nghị lực và quyết tâm cao, cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 78 Bộ Tham mưu Quân khu 5 phấn đấu không ngừng, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, xây dựng lý tưởng cao đẹp của người chiến sĩ phòng hóa, mang lại sự sống cho những vùng đất chết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào nói chung, giữa hai tỉnh Bình Định Việt Nam và Champasak Lào nói riêng, trong dịp Tết cổ truyền Pun Pi Mai của nhân dân các bộ tộc Lào, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định đã có chuyến thăm, tặng quà và khám bệnh cấp thuốc cho nhân dân tại huyện Pa Thum Phon, tỉnh Champasak, Lào. Sau đây là ghi nhận của phóng viên chuyên mục Quốc phòng toàn dân trong chuyến làm việc với tỉnh bạn. Cụm bản Pha Phô của huyện Pa Thum Phon, tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào là địa phương còn gặp rất nhiều khó khăn, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định chọn là nơi đến thăm, khám bệnh, cấp thuốc và tặng quà. Được tin bộ đội Việt Nam khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, bà con nơi đây rất phấn khởi. Trong không khí ấm tình hữu nghị, ngoài việc khám bệnh, cấp thuốc điều trị một số bệnh về nhiễm trùng hô hấp, bệnh ngoài da, viêm dạ dày, các y bác sĩ còn tư vấn cho nhân dân cách phòng chống, điều trị một số bệnh thông thường. Xếp lệ tên lụ đó. Cảm ơn bộ đội Việt Nam rất nhiều vì đã qua giúp đỡ khám chữa bệnh cho bà con nghèo ở làng chúng tôi. Tình cảm này tôi sẽ không bao giờ quên. Đây là lần đầu tiên của bộ đội Việt Nam sang thăm, tặng quà dân dịp Tết cổ truyền của chúng tôi. Tôi cảm thấy hết sức vui mừng và cảm động khi nhận được những món quà từ các bạn. Theo chương trình kết nghĩa giữa lực lượng vũ trang hai tỉnh Bình Định Việt Nam và Champasak Lào, hàng năm, lãnh đạo hai địa phương tổ chức nhiều đoàn công tác sang thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quốc phòng an ninh. Qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bộ Chỉ huy Quân sự hai tỉnh ngày thêm gắn kết, vun đắp thêm mối quan hệ truyền thống, đoàn kết, gắn bó giữa bộ đội và nhân dân hai nước Việt-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Qua chuyến thăm này thể hiện rõ tình cảm đoàn kết giữa Đảng, Nhà nước Lào, Việt Nam nói chung, hai bộ chỉ huy quân sự nói riêng. Thay mặt lãnh đạo huyện cũng như nhân dân xin chân thành cảm ơn đến Đảng, Nhà nước cũng như Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dành cho chúng tôi. Chuyến thăm, tặng quà Tết, khám bệnh, cấp thuốc lần này, tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tình cảm của bộ đội Việt Nam nói chung, của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Định nói riêng dành cho bà con cụm bản Pha Phô của huyện Pa Thum Phon, tỉnh Champasak, góp phần cùng với chính quyền địa phương giúp các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của nước bạn Lào đón một cái Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp hơn. Chương trình truyền hình Quân khu 5 kỳ này xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.